Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Làm Giàu Ở Mỹ. Mình là Thắng. Video của ngày hôm nay sẽ trả lời một câu hỏi của một bạn xem channel. Bạn này nói là bạn này 59 tuổi rồi và sang năm bạn 60 tuổi và sẽ nghỉ hưu sớm. Hiện giờ bạn đang có trong tay khoảng 401k khoảng 1 triệu đô và khi nghỉ hưu thì bạn muốn rút ra khoảng 70.000 đô mỗi năm cho cái nhu cầu chi tiêu hàng năm của gia đình bạn. Thì bạn hỏi là với cái việc rút tiền như vậy nên có cái chiến lược đầu tư chứng khoán Mỹ như thế nào để bạn có thể rút tiền 70.000 đô mỗi năm cho đến lúc cuối đời, cho dù bạn sống đến năm 100 tuổi, 90 tuổi hay là 110 tuổi hay là 120 tuổi thì bạn cũng muốn đảm bảo là bạn có đủ tiền để rút cho hết cuối đời của bạn. Với cái số lượng, với tổng số tiền hiện giờ bạn đang có là 1 triệu đô trong cái tài khoản 401k thì nên có cái chiến lược đầu tư như thế nào để có thể có được cái thu nhập hàng năm đấy. Và bạn cũng nói rõ thêm á, là bạn đang có một cái dự định là sẽ đầu tư 1 triệu đô này theo một cái chiến lược mà thông thường là được gọi là two bucket strategy, tức là bạn có bỏ 280.000 đô vào cái tài khoản tiền mặt tại những cái tài khoản money market account và cái số tiền đó là tốt cho khoảng 4 năm chi tiêu của gia đình bạn. Còn cái số tiền còn lại là 720.000 đô thì bạn sẽ đầu tư vào các cái quỹ tăng trưởng như là quỹ VOO hoặc là quỹ VGT. Thì bạn hỏi là cái chiến lược mà two bucket đó nó có ổn hay là không? Có chuyện gì bạn phải cần lo tới cái chiến lược đó không? Và liệu cái chiến lược đó có giúp cho bạn có được 70.000 đô mỗi năm trong suốt cả cuộc đời của bạn không? Cho dù bạn sống đến 110 là 120 tuổi, tức là thêm 50 năm nữa và 60 năm nữa. Bây giờ bạn đang mới chỉ là khoảng 60 tuổi mà thôi. Thì mình muốn làm cái video này để giải thích về các cái chiến lược rút tiền lúc mà mình đã nghỉ hưu rồi. Thì khi mà mình nghỉ hưu rồi thì thông thường người ta dùng một cái chiến lược phổ biến hơn là chiến lược three buckets, nhưng mà bạn này muốn dùng cái chiến lược two buckets thì nó khác nhau như thế nào? Điểm lời và điểm hại của những cái chiến lược này ra làm sao? Và liệu trong trường hợp của bạn này á, nếu như bạn sử dụng cái chiến lược two bucket như vậy thì liệu có khả năng được hay là không? Nếu mà không được thì nó có rủi ro gì hay là không? Thì cái video này mình sẽ giải thích những cái chuyện đó và chia sẻ cái quan điểm và cái cách suy nghĩ của mình về cái câu chuyện này là như thế nào. Ok, trước khi mà mình đi vào trả lời cái câu hỏi này cụ thể, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì channel của mình tập trung vào ba chủ đề. Mình chia sẻ các mẹo tài chính để tăng thu nhập và để giảm chi phí cho cuộc sống ở Mỹ, và mình cũng chia sẻ rất là nhiều các cái hướng dẫn và các cái cách để mình có thể đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Bởi vì đã sống ở Mỹ rồi, các bạn tiết kiệm tiền ở Mỹ và các bạn nên tận dụng cái lợi thế của thị trường chứng khoán Mỹ để có thể hưởng lợi từ cái sự tăng trưởng của nó. Thì việc đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ cho bạn lãi suất cao, mà cái đồng tiền của bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ cũng có mức độ an toàn tốt, đặc biệt là nếu bạn theo các cái cách đầu tư an toàn và dài hạn như là mình hướng dẫn trên các cái video của mình. Nếu đó là những cái chủ đề mà bạn cũng quan tâm thì bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Mình thường ra video vào mỗi ngày. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Alright, bây giờ mình quay trở lại với là câu chuyện của ngày hôm nay. Trên những cái video, một vài cái video trước đây thì mình có hướng dẫn cái cách để mình rút tiền khi mà mình ở trong gần đến cái tuổi nghỉ hưu rồi. Và thông thường các cái cách rút tiền này á, thì có rất là nhiều chiến lược về những cái chiến lược rút tiền này. Ở bên Mỹ này á, thì cái chiến lược mà được người ta thường sử dụng nhất và được xem là hiệu quả nhất, người ta gọi là cái chiến lược three buckets. Nhưng mà cái câu hỏi của bạn này thì bạn này là muốn dùng cái chiến lược two bucket, và trong cái video này mình sẽ giải thích hai cái chiến lược này nó khác nhau như thế nào, và nếu mà như mà mình sử dụng cả cái chiến lược three bucket thì có điểm lời và điểm hại gì, và chiến lược two bucket thì có điểm lời và điểm hại gì. Và trong cái trường hợp cụ thể của bạn này á, thì nếu mà bạn muốn sử dụng two bucket strategy để mà rút tiền thì bạn nên chú ý những cái điều nào để cho bạn có thể đảm bảo được cái kế hoạch này giúp cho bạn rút ra 70.000 đô mỗi năm trong suốt cả cuộc đời còn lại của bạn, thậm chí đến nếu mà bạn có sống đến 120 tuổi, tức là còn 60 năm nữa lận, bởi vì bây giờ bạn mới có 60 tuổi mà thôi, một cái thời gian khá là dài, cho nên là mình phải có những cái chiến lược cẩn thận để mình có thể rút tiền trong cái tài khoản hưu trí này một cách ổn định nhất và tốt đẹp nhất. Alright.
Thì khi mà đến khi các bạn đến gần cái tuổi nghỉ hưu rồi á, ví dụ thông thường mình á, là đến tuổi khoảng 64, 65 tuổi là mình đã bắt đầu tính đến cái tuổi tuổi nghỉ hưu 100% rồi, không còn thu nhập nữa. Trong khi cái trường hợp bạn này thì là bạn này tính đang muốn nghỉ hưu sớm hơn một chút. Bạn bây giờ đã 59 tuổi rồi và bạn đã tiết kiệm được khoảng 1 triệu đô ở trong tài khoản 401k. Đó là một cái số tiền tiết kiệm rất là lớn. Và với cái số tiền này thì nhiều người có thể là đã nghỉ hưu một cách ổn định và tốt đẹp rồi, bởi vì với cái 1 triệu đồng này, nếu như mà các bạn đầu tư thận trọng và cẩn thận thì mỗi năm các bạn có thể rút ra 40.000 cho đến 50.000 mỗi năm mà không bao giờ sợ hết tiền cả. Tuy nhiên bạn này lại muốn rút ra 70.000 mỗi năm thì nó nhiều hơn cái số tiền trung bình một chút, bởi vì nếu như mà bạn muốn rút tiền một cách cẩn thận và không bao giờ phải lo sợ hết tiền á, thì bạn nên rút khoảng 4%, nhiều lắm là 5%, thì là cái số tiền đó bạn sẽ có để cho bạn rút cho đến cuối cuộc đời của bạn. Đó là cái số tiền mà thận trọng nhất là khoảng 4-5%, tức là có 1 triệu thì sẽ rút được khoảng 40 hoặc 50 ngàn mỗi năm. Tuy nhiên bạn muốn rút đến 70 nghìn thì mình phải có những cái chiến lược khác để đảm bảo là cái số tiền này mình có thể rút ra cho đến cuối đời của mình. Và ở bên Mỹ này, khi mà mình đã bắt đầu đến tuổi nghỉ hưu và bắt đầu đến rút tiền thì thông thường người ta có một cái chiến lược mà người ta gọi là three bucket, tức là cái số tiền 1 triệu này của bạn á, nên được chia vào vào ba cái tài khoản khác nhau. Cái tài khoản đầu tiên người ta gọi là bucket 1, thì cái tài khoản này thông thường nó bỏ vào các cái quỹ mà money market account. Các cái quỹ này sẽ cho bạn lợi nhuận cao so với là mức lợi nhuận bình so với là mức lãi suất của thị trường. Ví dụ bây giờ ở bên Mỹ lãi suất đang khá là cao, khoảng 5 đến 5,5%, thì các cái quỹ money market này thông thường nó cũng cho bạn khoảng 5 cho đến 5,5% lợi nhuận. Thì cái số tiền bao cái bucket này là cái số tiền để cho bạn chi tiêu ngắn hạn, và thông thường là nó giúp cho bạn có được cái số tiền chi tiêu trong 2 năm. Thì đây là hai cái quỹ của Vanguard cho cái mục tiêu này. Tức là người ta có hai cái quỹ VMASS này, là quỹ Vanguard Card Reserve Federal Money Market Fund Admiral Share. Thì cái quỹ này bây giờ nó đang cho lợi nhuận là khoảng 5,3% và nó có chi phí quản lý là khoảng 0,1%, tức là cái lợi nhuận net của nó là được 5,2%, bởi vì cái lãi suất thì hiện giờ trên thị trường chứng khoán Mỹ đang khoảng 5 cho đến 5,5%, thì đây nó cho đúng bằng cái lãi suất đấy. Nếu như mà lãi suất giảm thì cái quỹ này lợi nhuận nó cũng giảm, cho nên là cái quỹ này nó ăn được lãi suất cao, nhưng mà cái lãi suất cao đó nó chỉ ngang bằng với là cái lãi suất ở trên thị trường thôi. À, và khi mà bạn bỏ tiền vào cái bucket 1 này á, thì mục tiêu của nó là để cho bạn rút tiền ra hàng tháng để bạn chi tiêu. Tiền của bạn còn nằm trong đó thì còn ăn lợi nhuận, còn để tháng nào bạn cần rút tiền ra bạn chi tiêu thì bạn chỉ việc bán một cái cổ phiếu của cái quỹ này và rút tiền ra, và bạn có thể chi tiêu trên cái tiền đấy. Thì đó là cái quỹ thứ nhất cho cái mục đích này. Cái quỹ thứ hai cũng tương tự như vậy, cho mục đích này là Vanguard Federal Money Market Fund, thì nó hoàn toàn tương tự như vậy. Và ở đây nó cũng có cái mức lãi suất và cái mức quản lý quỹ gần gần như nhau 100%, 5,29% và là 0,11%. Thì đó là cái bucket này, và thông thường người ta bỏ khoảng cái số tiền khoảng đủ để cho mình chi tiêu 2 năm. Khi mà mình về hưu thì cái số tiền đó là 140.000, đúng không? 2 năm. Cái bucket 2 là cái bucket mà người ta nói là để dành cho mình rút tiền trong cái khoảng thời gian trung hạn, tức là từ 3 cho đến 10 năm. Thì cái khoảng thời gian trung hạn đó thông thường mình đầu tư vào các cái quỹ trung hạn hơn và có lãi suất ổn định hơn và ít bị biến động trên thị trường. Thì cái quỹ này thông thường người ta bỏ tiền vào các cái quỹ intermediate bond fund, cũng là quỹ trái phiếu, cho nên nó ít rủi ro và nó có những cái biến động ổn định hơn. Và cái tiền mình bỏ vào trong cái bucket này á, thông thường là đủ để cho mình chi tiêu từ 3 cho đến 10 năm. Thì có một trong những hình thức đơn giản nhất là mình có thể mua kỳ trái phiếu của chính phủ Mỹ 10 năm. Trái phiếu của chính phủ Mỹ 10 năm là mình đã có được tiền trong cái bucket 2 này rồi. Cũng có rất nhiều các cái quỹ ETF hoặc là mutual fund của Vanguard mà có intermediate term này để giúp cho mình có được tiền tiêu trong 3 cho đến 10 năm. Thì ở đây mình giới thiệu một vài quỹ giống như là Vanguard Intermediate Term Treasury ETF. Thì quỹ này là một là đây là một trong những cái quỹ mà cho mình rút tiền trong trung hạn, hoặc là một cái quỹ khác nó cũng có mục đích như vậy là Vanguard Intermediate Term Bond ETF, thì nó cũng có cái mục đích như vậy.
và cái quỹ Vanguard Short Term Corporate Bond ETF thì nó cũng có mục đích như vậy. Và các cái quỹ này thì bạn sẽ thấy trung bình nó cũng cho lãi suất là khoảng bằng với lãi suất của thị trường chứng khoán, nhưng mà nó ít biến động hơn trong một cái khoảng thời gian từ 3 cho đến 10 năm. Thì cái mục đích của cái bucket này á, là sau khi bạn đã lấy hết tiền trong cái bucket 1 thì bạn chuyển qua lấy tiền trong cái bucket 2 để mà tiêu. Cho nên cái bucket 2 này nó sẽ cho bạn cái tiền thu nhập từ năm thứ 3 cho đến năm thứ 10 trong cái khoảng thời gian nghỉ hưu của bạn. Thì trong trường hợp này á, trong trường hợp của chị này á, thì bởi vì chị cần là 70.000 đô để chị tiêu mỗi năm, thì ở đây mình xem, sau khi mà mình xem là 1 triệu, chị có tất cả 1 triệu, thì mình nghĩ là nên bỏ khoảng 300.000. Ban đầu cái số mà mình định ra đây là khoảng 350.000, tức là nó khoảng tốt cho khoảng 5 năm. À, 170, 5 năm là 350.000. Nhưng mà bởi vì cái bucket này nó sẽ cho mình tiền lời trong khoảng 3 cho đến 7, 3 cho đến 8 năm. Cho nên là cái tiền lời từ 300.000 này với là cộng thêm về tiền vốn 300.000 nữa thì chắc là nó cũng sẽ đủ đến khoảng 350 năm. Thì cái mục tiêu của hai cái bucket 1 và 2 này á, là trong trường hợp mà thị trường chứng khoán rất là tồi tệ và nó cứ giảm liên tục từ năm này qua năm khác, thì là bucket 1 và bucket 2 này nó sẽ đủ tiền cho mình chi tiêu khoảng 7 năm. Một năm 70.000, 7 năm là 490.000. Nhưng mà đây mình chỉ cần bỏ vào là khoảng 440.000 thôi, bởi vì tiền lời từ hai cái tài khoản này nó cũng khoảng 450.000 gì đó, thì nó sẽ đủ để cho mình chi tiêu là trong khoảng 7 năm nếu mà thị trường rất là tồi tệ. Cái số tiền còn lại là nằm trong cái bucket 3, tức là cái bucket cuối cùng. Và cái tiền nằm trong cái bucket này á, là để dùng cho mục đích tăng trưởng. Mình đầu tư vào các cái quỹ mà cho mức độ tăng trưởng rất là cao, như là cái quỹ VOO hoặc là cái quỹ VGT. Bởi vì đây là những cái quỹ tăng trưởng, cho nên là cái tiền nằm trong cái bucket này, cái mục đích của nó là sinh lời. Và nó đã là sinh lời rồi, thì những cái năm mà thị trường xấu, thị trường sụt giảm, thì mình không còn được rút tiền trong cái bucket này. Mà những cái năm mà thị trường nó không có tốt, nó không nó tốt, thì mình rút tiền trong cái bucket 1 này, sau đó là mình bán một ít cổ phiếu trong cái bucket 3 này để mình refill cái tiền ở trong bucket 1. Bạn hiểu không? Ví dụ như là chị này chị nghỉ hưu xong rồi, đến năm đầu tiên chị rút ra 70.000 chị tiêu. Và năm đó thị trường chứng khoán rất là tốt, nó tăng trưởng gần 15%, thì chỉ có 560.000 ở trong trong cái bucket 3 này, thị trường nó tăng 15%, thì cái khoản đầu tư này của chị nó cũng tăng 15%. Thì tăng 15% á, có nghĩa là khoảng 16.000 cộng với 56 cộng với 28 là khoảng 84.000. Là năm năm đó, năm đầu tiên của chị là chị, cái bucket này nó cho chị khoảng 84.000 tiền lời. Thì năm đó chị rút 70.000 từ cái bucket 1 này chị tiêu, sau đó chị bán cổ phiếu để vừa đủ cái số tiền 15% là 84.000 đó. Sau đó chị bỏ vào trong cái bucket 1 này thêm 70.000 nữa, bù lại cái số tiền chị vừa mới rút ra, và chị bỏ số tiền còn lại vào cái bucket 2. Cho nên cái bucket 3 này nó luôn luôn duy trì cái số là khoảng 560.000. Năm nào mà thị trường tăng thì chị bán cái khúc tăng đó để chị bỏ vào cái bucket 1 và bucket 2, làm cho cái bucket 1 và cái bucket 2 này nó tăng lên, và chị tiếp tục giữ cái bucket 3 ở cái mức tiền vốn ban đầu. Đúng không? Thì với cái chiến lược như vậy á, là những năm mà thị trường nó tăng liên tục là chị lấy tiền chị bỏ vào bucket 1 và bucket 2 này, và cái bucket 1 và bucket 2 này nó luôn luôn đầy tiền, cho nên là chị có thể trong 10 năm tới chị không bao giờ phải sợ không có tiền tiêu cả, trong khi cái bucket 3 này thì nó tiếp tục tăng lợi nhuận cho chị. Thì đó là cái trường hợp tốt. Cái trường hợp mà 6 thì khi mà thị trường giảm thì cái cách mà mình làm ba bucket này là cái cách rất là an toàn, bởi vì thị trường giảm ở bên Mỹ này á, thông thường nó giảm tối đa nhiều lắm là khoảng 2 năm rưỡi, chưa có một trường hợp nào trong khoảng 100 năm vừa qua mà ở thị trường Mỹ nó lại giảm nhiều hơn 2 năm rưỡi cả, thì hoàn toàn chưa có trường hợp nào như vậy cả. Cho nên xui xẻo lắm thì nó giảm 3 năm liên tục. Thì trong 3 năm liên tục mà nó giảm thì chị sẽ lấy tiền trong cái bucket 1 và trong cái bucket 2 này để chị tiêu. Là 2 năm đầu là chị có 140 ngàn chị tiêu rồi. Đến năm thứ 3 nó vẫn giảm thì chị vẫn có thể lấy tiền trong cái bucket 2 này để chị tiêu tiếp. Bởi vì khi mà thị trường giảm thì không nên đụng đến cái bucket 3. Cái bucket 3 này là dùng để cho mình tăng trưởng. Cho nên cái thị trường nó đang giảm thì mình bán thì nó sẽ lỗ rất là nhiều. Mình không có bán khi mà thị trường giảm. Cho nên trong 3 năm đó thì chị phải lấy tiền từ bucket 1 và bucket 2 để tiêu. Khi mà 3 năm nó giảm rồi á, thì thị trường nó sẽ tăng ngược trở lại.
Nhưng mà bởi vì nó giảm tới 3 năm rồi, vì năm đầu nó giảm 10%, năm 2 nó giảm thêm 10% nữa, năm 3 nó giảm thêm 10% nữa, đến năm thứ tư nó tăng trở lại thì chưa chắc nó đã tăng ngược lên, nó tăng bù lại cái khoảng giảm của 3 năm. Có nhiều khi nó phải mất 2 năm liên tục để nó tăng, để nó bù lại cái khoảng giảm của 3 năm, đúng không? Sau đó thì khi mà nó tăng là như vậy nhưng mà vẫn chưa bù lại cái khoản giảm của 3 năm thì chị vẫn tiếp tục rút tiền trong cái bucket 2 này để chị tiêu. Sau đó hy vọng là đến năm thứ 6 thì nó tăng lên cái khoản mà ban đầu của nó, đến năm thứ 7 là nó tăng lên nữa, thì hy vọng là đến khi đó là cái 6 7 năm á thì chị đã rút hết tiền ở bucket 1 và bucket 2 rồi, và thị trường chứng khoán nó cũng đã tăng ngược lên trở lại rất là nhiều rồi, thì cái khoảng 560 ngàn này lúc này nó cũng tăng được 10-20% rồi, thì lúc đó chị mới bán để chị lại ra 10-20% đó chị lại bỏ vào trong cái bucket 1 này hoặc là bucket 2 này để những năm tiếp theo chị lại tiếp tục tiêu được. Bạn hiểu không? Tức là mình bỏ vào ba cái bucket như vậy, cái bucket cuối cùng á là nó để tăng trưởng, và khi nào mình dùng tiền ở cái bucket 1 và bucket 2 á mà nắm đỏ cái năm tăng trưởng á, là cái bucket 3 của mình tiền tăng lên á, thì mình lại bán đi, mình lại cái số tiền tăng lên đó mình phiêu qua cái bucket 1 và 2, bởi vì cái bucket 1 và 2 là cái bucket mà dùng để cho mình rút tiền ra mình tiêu, còn cái bucket 3 là nó cứ đi cày để nó lấy thêm tiền về cho mình, khi mà nó lấy nhiều tiền về hơn mình thì mình bán ra mình phiêu qua cái bucket 1 và 2. Thì cái chiến lược này là chiến lược an toàn, bởi vì trong trường hợp mà xấu nhất thì chị vẫn có đến 7 năm chị không cần dùng đến cái bất kịch con trâu đi cày này, đúng không? Bởi vì cái bất kịch bá này là nó phải đi cày để nó lấy tiền mình cho mình, mà nó những năm mà nó không có tốt thì là mình không có được chạm vào nó, mình phải đợi đến những năm nào tốt thì nó mới chạm vào. Thì cái chiến lược này nó cho chị đến 7 năm lận, thì nếu mà trong trường hợp xấu nhất mà thị trường có giảm 3 năm liên tục thì chị vẫn còn 4 năm để thị trường tăng ngược lên trở lại. Và khi đến 4 năm nó tăng ngược đến trở lại rồi thì đến năm thứ 8 chị đã có thể bán những cái khoản đầu tư trong cái bucket 3 này để refill cho cái bucket 1 và 2. Bởi vậy cho nên nó có cái tính an toàn là như thế. Thì ví dụ trong cái trường hợp này chị bỏ 140 ngàn vào bucket 1, 300 ngàn vào bucket 2, 560 ngàn vào bucket 3. Thì nếu như mà chị bỏ vào đây 560 nghìn, và trong cái trường hợp á, mà thị trường nó ổn định như là bình thường, tức là mỗi năm nó tăng được cho chị 10% hoặc 11%, thì sau 7 năm là bạn thấy nó sẽ tăng được gần lên là 1.124.000, đúng không? Nếu mà trường hợp bình thường á thì cái bất kịch này nó sẽ tăng lại cho nó sẽ cho chị những cái khoản lợi nhuận khá là tốt, cho nên là chị sẽ bán được để fill vào cái refill cái bất kịch 1 và 2. Nếu mà trong 7 năm đó mà thị trường nó giảm 3 năm nó tăng được 4 năm thì cái trung bình mỗi năm nó sẽ không được 10%, bởi vì trong 7 năm đó là 7 năm không có tốt, nhưng mà nó không có tăng được 10% đi nữa thì nó cũng tăng được 6% mỗi năm. Thì cái bất kịch này ban đầu nó là 560.000, thì đến khi mà sau 7 năm mà nó tăng, 3 năm giảm 4 năm tăng mà nó tăng trung bình lại được 5-6% gì đó, thì từ 560.000 chị cũng lên được 851.000. Thì đến khi đó chị bán đi để chị lấy 350, chị lấy 300.000, chị refill vào cái bucket 1 và 2. Khi đó chị bán chị lại 300 nghìn và chị refill vào bucket 1 120 nghìn, còn 200 nghìn vào bucket 2 này này này. Còn cái bucket 3 chị vẫn giữ nguyên là 560 nghìn. Thì hy vọng là thị trường khi mà nó vừa mới giảm 3 năm liên tục như vậy, nó tăng ngược 400, 4 năm thì đến năm thứ 5, năm thứ 6, năm thứ 7 nó vẫn tiếp tục tăng. Cho nên cái số tiền 560 nghìn này của chị nó vẫn tiếp tục tăng được nữa. Và khi đó là chị đã có tiền trong bucket 1 và trong bucket 2 lại rồi. Cho nên là nếu mà số tiền này nó tăng thì chị lại bán để chị bỏ tiền vào cái bucket 1 và 2 để chị có thể có tiền để tiêu liên tục, đúng không? Thì đó là cái lợi thế của cái chiến lược này. Nó hơi phức tạp một chút nhưng mà nó có cái tính an toàn rất là cao, sẽ không bao giờ sờ hết tiền, ngay cả khi mà thị trường chứng khoán nó giảm rất là sâu, nó giảm nhiều năm liên tục thì chị vẫn có đến 7-8 năm chuẩn bị để đợi cho thị trường nó quay ngược trở lại. Cái chiến lược này nó có rủi ro là bởi vì cái số tiền này chỉ có chỉ 1 triệu mà chị lại muốn rút 70 nghìn, cho nên có nhiều khi cái thị trường nó không lên kịp trở lại mà chị phải refill vào á, thì chị không có nhiều tiền để refill vào, cho nên cái chiến lược này nó hơi có rủi ro cái chỗ đó khi mà chị rút tiền ra nhiều quá. Bây giờ mình chuyển qua cái chiến lược hai bucket này, thì thay vì ở bên này là ba bucket thì chị có 1, 2, 3 như vậy. Trong cái chiến lược hai bucket á thì chị chỉ bỏ tiền vào
cái 1 và cái 3 thôi, chỉ không bỏ tiền vào cái khoảng ngắn hạn. Thì khi mà cái người ta nói là bỏ tiền vào cái 1 và cái 3, cái bucket đầu tiên á, là nó là cái bucket tiền mặt để cho mình có đủ tiền mình chi tiêu trong 2 năm đầu tiên. Mình rút ra tiền mình chi tiêu. Và phần còn lại là chỉ bỏ hết vào trong cái long kỳ growth bucket, cái growth investment như là VOO hoặc là VGT. Thì ví dụ ở đây chị nói là trong cái năm chị bỏ vào 280.000 trong cái bucket 1, và trong cái bucket 3 là chị bỏ 720.000. Thì bởi vì chị biết rằng á, mình nghĩ là chị biết rằng á, là chị rút ra 70.000 mỗi năm là, cho nên nó nhiều hơn là cái số tiền 40 hoặc 50.000. Mà nếu chị muốn rút ra số tiền nhiều như vậy thì chị cũng phải chấp chấp nhận rủi ro nhiều hơn một chút. Cho nên là thay vì chị có cái bucket 2 này là cái bucket ở giữa, nó cho lợi nhuận không có nhiều lắm, thì chị quyết định chị không cần cái bucket kịch đó, chị bỏ hết cái tiền đó vào cái bucket 3 này luôn, là bởi vì cái bucket này nó sẽ cho lợi nhuận nhiều hơn. Thì cái này nó cũng mang tính rủi ro, nhưng mà nếu như thị trường nó tốt thì là cái chiến lược này nó sẽ giúp chị có tiền ổn định lâu dài cho suốt 5 60 năm sau này, mỗi năm chị vẫn rút ra 70.000. Và cái lý do mà chị bỏ tiền vào cái bucket 1 này 280.000, tức là đủ để cho chị 4 năm chi tiêu, chỉ không phải là chị 2 năm, là cũng bởi vì như vậy. Bởi vì chị nghĩ nếu mà thị trường nó rớt xuống 2 năm liên tục thì chị vẫn chưa sợ, bởi vì chị có đủ tiền cho 4 năm chi tiêu, là cho nên nếu mà nó rớt 2 năm liên tục thì chị cũng không ngại. Chị nghĩ là nếu mà nó rớt 2 năm liên tục thì 2 năm tiếp theo nó sẽ lại tăng, cho nên chị vẫn có đủ thời gian để cho thị trường nó hồi phục và cho nó chị lợi nhuận. Cái rủi ro của cái chiến lược này á, là nếu mà thị trường nó xui xẻo nó rớt đến 3 năm mà nó lên lại được 1 năm và nó chưa lên đủ so với cái mức mà nó đã rớt, thì là lúc này là lúc lúc mà nó 6 4 năm á, cái số tiền trong cái bucket này á, ban đầu chỉ bỏ vào 720.000, nhưng mà đến 6 4 năm trong cái trường hợp xấu nhất như vậy thì nó chưa chắc là nó đã có lại được 720.000. Nếu mà nó chỉ có lại được 700 hoặc là 680.000 thì nó lại rủi ro hơn rất là nhiều. Bởi vì là lúc đó chị đã hết cái tiền trong cái bucket này rồi mà chị phải bán, mà cái khoản này á, lúc ban đầu chị bỏ vào là 720 mà sau 4 năm nó chỉ còn 700 hoặc 650, mà chị bán thì chị sẽ lỗ, mà lỗ trong cái lúc mà chị đã nghỉ hưu rồi á thì nó sẽ là tồi tệ và sẽ tồi tệ hơn, thì nó có cái rủi ro lớn như vậy. Trong khi cái chiến lược bên này á, chị có đến 7 năm là chị chưa cần bán đến cái bucket này, chị đó có đến 7 năm đủ thời gian để chị đợi cho thị trường nó quay ngược trở lại. Trong cái chiến lược này thì chị chỉ có 4 năm thôi, chị không có được 7 năm. Nhưng mà nếu mà thị trường nó tốt, nó liên tục nó tăng cho chị, thì cái chiến lược này nó sẽ cho chị nhiều lợi nhuận hơn rất là nhiều. Bởi vì chị có 720.000, mà nếu trong trường hợp thị trường 3 năm đầu, 4 năm đầu nó tăng liên tục, thì cái chiến lược này sẽ cho chị rất là nhiều tiền, cái mức độ return nó tốt hơn, mà cái mức độ rủi ro nó cũng sẽ cao hơn, đúng không? À, nếu như thật ra là mình chưa đến tuổi nghỉ hưu cho nên là mình chưa có quyết định chắc chắn, nhưng mà mình nghĩ khi mà mình đến tuổi nghỉ hưu thì mình cũng muốn thực hiện cái chiến lược two bucket này, bởi vì mình cũng là người khá chấp nhận rủi ro và mình cũng là người hiểu biết biết nhiều trên những cái chiến lược này và biết cái cách để mà mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Thì ban đầu á là mình định á, chị này là chị chỉ định bỏ vào khoảng 4 năm thôi, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ bỏ vào 5 năm cho cái số tiền nằm trong cái bucket 1 này để cho nó ổn hơn một chút. Có một cái á là nếu mà chị muốn bỏ vào 4 năm thì có một vài cái mà chị phải quan tâm. Nếu như mà chị lúc chị đang nghỉ hưu mà thị trường nó giảm, thì trong những năm thị trường nó giảm á, thay vì là chị có kế hoạch chị rút ra 70 ngàn một năm để chị chi tiêu, thì những năm mà chị giảm đó thì chị nên tìm cách cắt giảm chi phí một chút để rút ra ít hơn. Ví dụ những năm mà thị trường nó đang rất là đen tối như vậy thì chị thay vì rút ra 70, chị chỉ rút ra 40 hoặc 50 thôi, để chị qua được những cái năm mà thị trường nó rớt như vậy, để cái bucket này nó vẫn đủ tiền cho chị chi tiêu nếu mà thị trường nó xui xẻo nó rớt đến 3 năm và 2 năm sau nó vẫn lên ia ia, nó chưa hồi phục được cái mức nó rớt, thì chị vẫn còn thời gian dài hơn. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà mình thực hiện cái bất kịch này lúc mà mình nghỉ hưu, bây giờ mình chưa nghỉ hưu, mình phải nói trước, nhưng mà mình nghĩ nếu mà bây giờ mình 64, 65 tuổi mình nghỉ hưu á, mà mình thực hiện cái bất kịch này á, thì mình cũng phải có những cái dự phòng khác. Ví dụ như á, là lúc đó cái nhà mình đã trả hết full mortgage rồi, cái nhà mình sở hữu 100% rồi, thì mình phải có một cái kế hoạch dự phòng. Nếu mà những năm thị trường nó giảm dữ quá, nó giảm tồi tệ quá,
thì mình sẵn sàng á, là tìm cách để kiếm thêm tiền thu nhập từ cái nhà của mình. Chẳng hạn như là mình sẽ cho thuê phòng trống trong nhà, hoặc là mình sẽ chịu khó làm thêm Airbnb để mình kiếm thêm một chút thu nhập từ cái căn nhà của mình lúc mà mình cái thị trường nó đang xấu. Hoặc thậm chí á, là ví dụ cái nhà của mình đang ở và mình đã sở hữu 100% rồi, nó khá là rộng, thì mình cho thuê nó, mình thuê một cái apartment nhỏ nhỏ trong những cái năm mà thị trường nó xấu như vậy, để mình tìm cách tăng thu nhập một chút và giảm các cái chi phí trong những cái năm mà thị trường nó xấu quá, để cái tiền trong cái bucket kịch một này của mình nó sẽ kéo dài được lâu hơn, mình không chạm đến cái bucket kịch ba này khi mà cái khoản đầu tư ở trong này nó vẫn chưa lên được. Mình chỉ bán cái tiền trong cái bucket kịch ba này á, khi mà mình ban đầu mình bỏ vào đây là 720.000 và nó đã tăng lên được nhiều hơn 720.000, ví dụ nó tăng lên 750, nó tăng lên 800, nó tăng lên 850, thì mình chỉ bán để mình rút ra cái tiền nhiều hơn cái tiền 720 thôi. Ví dụ nó tăng lên 800 thì mình chỉ bán để mình rút ra 80.000, còn mình vẫn giữ 720.000 như vậy. Thì để thực hiện cái điều đó thì cái số tiền trong bất kịch một này nó phải đủ cho mình sống qua được những cái năm mà thị trường nó khổ khó, thị trường nó giảm 3 năm, 2 năm nó vẫn chưa tăng lên được cái mức này, thì là mình sẽ không bán được cái này, mà mình phải tìm cách cho cái bất kịch này nó tồn tại, nó last longer, đúng không? Thì thật ra cái mình thích cái chiến lược two bucket này, bởi vì nếu mà tình hình thị trường bình thường thì cái chiến lược này sẽ cho mình lợi nhuận tốt hơn rất là nhiều. Nếu mà cái trường hợp mà rủi ro mà xấu quá, mà mình xui xẻo quá, 5 năm mình nghỉ hưu thì 3 năm nó đã rớt xuống rồi và 2 năm nó vẫn chưa lên kịp ngược trở lại, thì là mình phải có những cái chiến lược hỗ trợ khác, có những cái nguồn thu nhập khác từ căn nhà của mình, có những cái nguồn thu nhập khác từ cái chuyện mình sẵn sàng làm thêm một cái việc gì đó hoặc như thế nào đó, để trong những năm đó mình vẫn không phải bán cái khoản đầu tư của mình trong cái bất kịch ba này, để cho mình có thể tồn tại được dài hơn. Bởi vì mình chỉ bán trong cái bất kịch ba này khi mà cái khoản đầu tư ban đầu của mình là 720.000 mà nó đã tăng lên thành 750-800 thôi, mình nếu nó vẫn chưa tăng thì mình vẫn chưa bán. Thì đó là cái mấu chốt của vấn đề. Miễn làm sao trong cái bất kịch này á, mình có một cái chiến lược chi tiêu như thế nào đó mà mình không cần bán ý cái bất kịch ba của mình trong even á, là thậm chí trong các cái năm mà thị trường rất là khốn khó thì mình không bán thì vẫn ổn. Còn nếu như mà mình bán mình làm cái này và mình có 5 năm liên tục là thị trường khó khăn và mình xài hết 280.000 này rồi, mà cái khoảng 720.000 này nó bây giờ nó chỉ còn lại là 650 hoặc là còn lại 600 thôi, mà mình bắt buộc mình phải rút tiền ra, mà mình bán 10% để mình rút 70.000 ra nữa, thì đó là cái trường hợp thảm họa nhất, đúng không? Bởi cho nên như vậy, cho nên người ta mới đưa ra cho mình cái lời khuyên á, là nếu mình muốn rút tiền một cách ổn định và lâu dài và bền vững thì mình chỉ rút từ 4 tối đa là 5%, trong khi mình đã muốn rút 7% rồi thì mình phải có những cái chiến lược đầu tư nó hơi rủi ro hơn một chút để cho cái mức 7% của mình nó tốt. Nhưng mà trong cái chiến lược rủi ro đó, mình phải có những cái kế hoạch backup. Nếu mà cái trường hợp nó xấu quá thì mình sẽ phải có những cái backup cho nó phù hợp, chứ không á thì là mình sẽ tiêu hết tiền trước khi mà tiêu hết cái khoản tiền về hưu này, trong khi mình vẫn có sống dài hơn nữa. Alright, hy vọng là mình đã giải thích và trả lời được cái câu hỏi của chị này và cho mọi người có thêm một cái góc nhìn khác, một cái perspective về cái chuyện two bucket hoặc là three bucket strategy, đặc biệt là cho những bạn mà đã đến tuổi về hưu rồi, 60 tuổi trở lên đã bắt đầu nghĩ đến chuyện về hưu rồi, thì mình nghĩ cái video này sẽ cho bạn một cái cách suy nghĩ về cái cách quản lý các cái chuyện đầu tư của mình lúc mà mình đã đến tuổi nghỉ hưu, làm cho cái tiền hưu của mình nó last forever và mình đã có đủ tiền hàng năm để mình chi tiêu cho cuộc sống hưu trí của mình một cách thoải mái. Mình nghĩ nếu mà các bạn đang xem channel của mình, đang xem cái video này và đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện về hưu, cho dù là bạn 55, 60 tuổi, thì mình nghĩ là các bạn sẽ rất là tốt, bởi vì là thật ra những cái này á, mình quan tâm đến nó, mình học hỏi, mình tìm cách quản lý tốt hơn thì mình sẽ có một cái kết quả tốt hơn. Chỉ sợ là những người mà không 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 hề quan tâm, không hề học hỏi, đến đâu gặp đến đó, thì những người đó sẽ gặp các cái trường hợp xấu hơn. Các bạn đã chú ý quan tâm và chú ý học hỏi rồi thì mình nghĩ là các bạn sẽ tốt.
Alright, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà các bạn thích cái video này thì cho mình một nút like. Và nếu mà có comment gì, có câu hỏi gì cụ thể cho các cái trường hợp của các bạn thì các bạn bỏ vào một comment cho mình. Mình sẽ trả lời tất cả các cái comment của bạn. Và nếu chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại cho cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.